chỉ ước nếu cho quay trở lại cái thời gian tích tắc đó, em ước đó là em gãy chân chứ không phải là Dũng. Vì Dũng đang còn cả một tương lai và Dũng đang là trụ cột của đội tuyển. Em sợ nhất đó là sợ là Dũng không trở lại đỉnh cao cho Dũng thôi. Ba mẹ em bị chửi rất là nhiều. Mọi người đều biết đến ba mẹ ở đó thì là nói là thằng con nhà vừa đã gãy chân cầu thủ tuyển quốc gia với là chửi thẳng mặt ba mẹ. Rồi thì nhiều lúc em cũng hiểu là cái sự cay đắng mà ba mẹ phải nhận và cũng chỉ biết im lặng. Ngô Hoàng Thịnh đã nghe những lời tâm sự của Đỗ Hùng Dũng dành cho mình. Cảm xúc của Ngô Hoàng Thịnh như thế nào? Qua chương trình thì đối với Thịnh thì Thịnh được nghe lần đầu tiên Dũng nói về Thịnh thì thực sự cũng rất là hạnh phúc. Và thực sự đó là những lời mà lần đầu tiên Thịnh được nghe từ Dũng nói là sau cái tai nạn giữa Thịnh với Dũng. Khi nghe được cái thông tin là huấn luyện viên Park Hang-seo hỏi ý kiến Hùng Dũng để xin giảm án cho Ngô Hoàng Thịnh, thì thầy có gọi thì thầy bảo là bây giờ tôi muốn xin giảm án cho Hoàng Thịnh thì có được không, cậu có đồng ý không? Và thì em vui vẻ vâng xin giảm án được, bình thường mà em có gì đâu. Em bất ngờ là tại vì thầy tại sao lại hỏi ý kiến mình. Xin thì cứ xin thôi chứ cũng không cần thiết phải hỏi ý kiến, thì em bình thường xin cũng được, càng tốt giải sao cả. Niềm vui của Hoàng Thịnh lúc đấy nó như thế nào, cái sự hưng phấn của Hoàng Thịnh dường như là cả một cái núi đá đè lên trái tim của mình trong khoảng thời gian rất dài, nó dường như đã được cởi bỏ một phần nào đấy. Cảm xúc của Thịnh lúc đấy, suy nghĩ của Thịnh lúc đấy như thế nào? Đối với Thịnh thì cái suy nghĩ khi mà nghe cái thông tin đó thì không phải là niềm vui mà đó gọi là cái hạnh phúc nhất của Thịnh, khi mà được như sự quan tâm giữa không phải là thầy Bắc Chính Tư Dũng mà Dũng còn muốn cho Thịnh được trở lại với bóng đá, thì đó thực sự là cái niềm hạnh phúc chứ không phải là cái niềm vui đối với Thịnh. Lúc đấy thì thực sự là cái áp lực của Thịnh từ trước đến bây giờ nó có được cởi bỏ nhiều? Thực sự thì đó là cái giây phút mà Thịnh gọi là thỏa vui nhất và hạnh phúc nhất khi mà từ khi xảy ra cái câu chuyện này. Thịnh nghĩ thì là cái vấn đề giữa Thịnh với Dũng thì là từ trước hay là sau cái chuyện xảy ra thì Thịnh cũng là biết con người của Dũng, đó là hai anh em thực ra thì cũng là rất hay nói chuyện với nhau. Và trước trận Thịnh khi mà ra đường hầm thì hai anh em còn trêu đùa nhau, và cái sự việc xảy ra rất là nhanh. Thì mình đến bây giờ thì qua cái lời mà của Dũng nói thì mình được biết đến thì thực sự thì cũng rất là không phải là được cởi bỏ hết cái những cái áp lực của mình, mà đó cũng gọi là một cái hạnh phúc nhất khi mà mình từ khi mình phải dùng được biết về nhau, và thực sự cũng rất là kính nể em. Sau những cái sự cố đó, Đỗ Hùng Dũng được gọi lên đội tuyển. Minh Hải tin là khi mà nhận được cái thông tin là Đỗ Hùng Dũng được lên đội tuyển, Ngô Hoàng Thịnh chắc chắn là sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, không kém gì cái việc là mình được gọi lên đội tuyển những lần trước đây. Thịnh có thể chia sẻ về cái cảm xúc của mình khi thấy Đỗ Hùng Dũng thực sự là đã trở lại và đã trở lại đội tuyển quốc gia, thậm chí là đeo băng đội trưởng. Cái niềm hạnh phúc lớn nhất của Thịnh đó là không phải là Thịnh được trở lại thi đấu và nhìn thấy Dũng thi đấu lại và đạt được cái những cái phong độ tốt nhất của Dũng, đó là cái niềm hạnh phúc nhất lớn nhất, gọi là sung sướng nhất. Nếu mà cho Thịnh khi mà sự nghiệp của Thịnh bây giờ thì thực sự thì nhìn lại thì nếu mà cái khoảnh khắc cho Thịnh nhớ mãi thì đó là khoảnh khắc mà Dũng được trở lại thi đấu, chứ không phải là những cái khoảnh khắc của Thịnh trước đây thi đấu. Và gọi là khi mà Dũng thi đấu thành công trở lại thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cái sự nghiệp của Thịnh, chứ không phải là những cái gì mà Thịnh đã trải qua. Bình thường ra chúng ta xem các trận đấu của đội tuyển, chúng ta đã rất yêu, đã rất là ủng hộ. Nhưng chắc chắn là đối với Ngô Hoàng Thịnh thì khi nhìn thấy Đỗ Hùng Dũng đá bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia, chắc chắn là Thịnh phải có một cái cảm xúc khác. Có những cái tình huống nào mà thậm chí là có những đối thủ vào bóng với Đỗ Hùng Dũng mà Ngô Hoàng Thịnh cảm thấy giật mình? Được thấy Dũng trở lại thì Thịnh vui, Thịnh hạnh phúc, nhưng mà Thịnh rất sợ đó là cái điều mà sợ cái chấn thương, vết thương cũ của Dũng và những cái va chạm của Dũng. Và thực sự thì Thịnh cũng hiểu là những cái gì Thịnh chấn thương quá thì Thịnh cũng biết là những đối với những cái chấn thương như Dũng thì khi trở lại thì cũng sẽ bị tâm lý rất là lớn, rất là sợ vào cái vết thương cũ mà phải va chạm, mà bóng đá thì không thể tránh được. Và Thịnh rất là lo Dũng sẽ bị những cái chấn thương giống như cái vết thương cũ đó, lỡ có va chạm lại thì thực sự thì coi Dũng thi đấu trở lại và Dũng càng thành công thì Thịnh càng hạnh phúc. Có lúc nào mình xem Dũng đá mà mình cảm thấy căng thẳng không? Căng thẳng hơn cả khi mình đá bóng?
thì thực sự đó là một cái tâm lý gọi là rất là sợ, và nhiều lúc coi con không dám nhìn là vì sợ em va chạm lại thì mọi chuyện nó, thực ra thì bóng đá thì cũng không thể nghĩ đến được, mà nhiều lúc là mình cứ lo cho em tâm lý kiểu sợ những cái vết thương cô. Một trong những cái câu nói mà Đỗ Hùng Dũng đã tâm sự với Minh Hải, Minh Hải cảm thấy rất xúc động, đấy là Dũng nói là em hiểu rõ cái gì xảy ra với anh chị, em hiểu rõ từ pha chấn thương này, từ những gì phải nhận trên mạng xã hội này, từ những cái gì mà phải chịu đựng suốt cái quãng thời gian không được chơi bóng này. Và bản thân em nghĩ đơn giản là đấy là đã là cái giá quá lớn rồi, cái giá trả giá khá là đắt rồi, và mình không nên làm thêm điều thì thêm nữa cả. Thật sự thì trong cả một cái quá trình đấy, Ngô Hoàng Thịnh khổ như thế nào, có thể tâm sự một chút về những cái gì mình đã trải qua và bây giờ mới được quyền bộc bạch. Sau cái sự khổ mà xảy ra ở trên sân Thống Nhất đó thì Thịnh vẫn nhớ như in đó là khi mà vào đường hầm thì chỉ ngồi lặng lẽ mình ở trong cái phòng hầm khi đội thi đấu thì là mình cũng không để ý đến và cứ ngồi và cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra cả. Và thực sự thì khi mà thi đấu xong thì tối đó thì Dũng bắt đầu chuyển vô bệnh viện, thì Thịnh có về nhà thì lúc đó thì vợ đang mang bầu đứa thứ hai, thì một đứa thì là thằng Bắp, thì là mới con nhỏ được 2 tháng, thì thực sự thì khi mà nhìn con thì nước mắt cũng chảy vì sợ là sợ con với vợ khổ. Tự dưng một phút mà làm ra cái sự việc nữa thì thực sự thì cũng rất là sốc, là vì ngày mai không biết ra đối diện ra thì bao nhiêu người ngoài đường, mình cũng dập đi ra ngoài đường. Đêm nữa vị trí là về ở trong chung cư, và thực sự thì không biết là mình sẽ định hướng được là mình sẽ giải quyết cái việc xảy ra như thế nào, và mà cứ ngồi một góc xong thì sau một đêm thì ngày mai mình đi ra thì chỉ đeo khẩu trang, vậy là chỉ tìm cách là muốn đêm đến thì là đi vô bệnh viện với Dũng. Mà đêm nữa thì thực sự thì cũng nghe tin là bố Dũng, vợ Dũng mùng 7, mà đêm nữa em chỉ mong là được đến đó, và kể cả cho dù là bên phía công ty của em thì là có người đại diện đi vô, nhưng mà kiểu em muốn đi vô vì em cũng biết tình bố Dũng rất là nóng. Nhưng mà em cũng cứ nghĩ, chỉ nghĩ đơn giản đó là kể cả có chuyện gì xảy ra thì em cũng muốn là được đứng ở bên cạnh đó để cho gọi là được theo dõi, gọi là em kể cả phẫu thuật thành công hay là em có chuyện gì thì em cũng được ở bên cạnh em. Em nghĩ được cái điều gì cả, mà sáng hôm sau thì bên trợ lý Thái Bắc là anh Khóa có gọi điện cho em, thì cũng động viên em nói là thực sự thì cái chuyện này thì không ai muốn cả, mà Thầy Bắc thì nghĩ là Dũng là một người nghị lực thì sẽ vượt qua được hết cái chấn thương này, vì 6 tháng thì Dũng sẽ trở lại được. Và đúng là 6 tháng Dũng đã trở lại được. Và Thầy Bắc chỉ nghĩ một điều đó là muốn nhắn cho em, Dũng có thể vượt qua được, nhưng mà chỉ sợ là sợ em không ở vượt qua được cái dư luận và vượt qua được cái gọi là áp lực mà cái câu chuyện em đã gây ra. Thực ra nó có hai nỗi đau đối với Hoàng Thịnh. Nỗi đau đầu tiên là mình sẽ phải đối diện với việc này như thế nào, và cái nỗi đau thứ hai mang tên là gia đình. Cái nỗi đau thứ hai nó dằn vặt kinh hơn. Chúng ta bắt đầu bằng nỗi đau thứ nhất. Sau pha vào bóng đó, và Minh Hải đã nhìn thấy khi mà đưa Dũng đi cấp cứu là Thịnh cũng đã có mặt ở trên xe, thậm chí nhảy cả lên xe, sau đó là đến bệnh viện. Thịnh biết là một cơn thịnh nộ của gia đình có thể đổ lên đầu mình, nhưng Thịnh đã dám đứng ở đó, đối mặt ở đó và sẵn sàng chịu tất cả những cái gì mà mình đáng phải chịu. Lúc đấy thực sự là Hoàng Thịnh nghĩ gì, và có lúc nào đấy mình muốn trốn tránh cái thực tại? Đối với em thì cái việc nó xảy ra thì thực ra thì là quá nhanh đối với em, vì trong một tích tắc thì mọi chuyện xảy ra ập đến, như kiểu là khi mà em va chạm với Dũng phạt thì em biết là cái chuyện gì là xảy ra rồi, thì em không nghĩ được gì cả. Mà khi mà ôm cái chân của Dũng thì em biết là chuyện xấu đã đến rồi, thì khi mà đi về leo lên một cái xe cứu thương hay là sau khi em về chị thì em cũng chỉ muốn là lúc nữa thì là không phải là điều gì mong cả, mà em chỉ mong là Dũng theo một là sẽ là phẫu thuật được thành công, và cái điều mà em mong muốn nhất đó là khi mà được nhìn thấy Dũng trở lại thi đấu đó là
cái điều mà nếu mà cho em đến cuối khi em có giải nghề thì em niềm hạnh phúc lớn nhất của em đó là khi được nhìn thấy mà Dũng đã trở lại và thi đấu, vì thực sự đó là một cái nghề và em cũng chính là đàn anh đi trước của Dũng, thì em cũng hiểu là cái chấn thương thì đúng là một đời cầu thủ thì cũng không ai muốn cái điều nữa, mà chính bản thân em cũng trải qua nhiều chấn thương thì em hiểu cái cảm giác của Dũng, vì em biết là Dũng rất là lo, Dũng rất là lo là vì cái chấn thương của Dũng là nặng và không biết là sẽ vượt qua được hay không, thì em hiểu cái cảm giác của em, cho nên là em thực sự thì em cũng ngoài cái việc mà làm mà chạy theo em hoặc là ngồi bên em thì chỉ là những cái gì em có thể làm được ngay lúc đó thôi, chứ thực ra thì em không biết là sẽ như thế nào. Nếu cho quay ngược lại thì cũng mình bao giờ mà gọi là để mà phải vào quả bóng hoặc là mình phải tranh chấp hoặc là để cho bóng tái đấu. Em với Dũng thì máy ra lần anh em còn thân thiết với nhau, thì là bởi vì Dũng thì Dũng từ đáy lòng Dũng thì cũng không bao giờ nghĩ là em có ý ác với Dũng, và em chính bản thân em cũng chưa bao giờ có ý ác đã ác ái để mà gây ra chấn thương với chính em. Bản thân em cũng đã trải qua chấn thương nhiều rồi. Bây giờ Dũng trở lại được thì đó là gọi là cái mà hạnh phúc nhất đối với bản thân em. Thưa quý vị và các bạn, là trong cái vòng xoáy của cái pha chấn thương đó thì Ngô Hoàng Thịnh đã từng gọi điện cho Minh Hải và tâm sự một câu. Câu này là Minh Hải không bao giờ quên: nếu như có thể em mong muốn chấn thương thay cho Dũng. Đấy là một câu nói rất là thống thiết. Và Minh Hải ngày hôm nay nói chuyện với Thịnh cũng chỉ mong là tất cả mọi người sẽ hiểu. Không ai mong muốn điều đấy cả. Và bản thân Hùng Dũng cũng nói là Thịnh phải trả một cái giá rất là đắt. Đấy là nỗi đau, đấy là sự giằng xé, đó là sự hành hạ trên mạng xã hội. Thực sự lúc đấy giữa nỗi đau bị chà đạp ở trên mạng xã hội, thậm chí là trên mặt báo, với cả cái nỗi đau mà mình trải qua khi nhìn thấy Hùng Dũng bị chấn thương, Ngô Hoàng Thịnh sẽ so sánh nó như thế nào? Tất cả mạng xã hội hay là mọi người có thể chỉ trích em cũng không bao giờ buồn bằng cái mà Dũng bị đau lâu, hoặc là nếu Dũng trở lại, hoặc là em có thể lúc đó em có thể gãy chân cho Dũng thì em cũng cảm thấy em hạnh phúc hơn, chứ không phải là em sợ mạng xã hội hay là sợ tất cả phải đối diện. Em không sợ điều nữa, mà em chỉ sợ là Dũng không trở lại được và không đá và không trở lại con đường gọi là đỉnh cao của Dũng. Em hiểu là điều mà Dũng đang sợ đó là Dũng sợ cái chấn thương, mà chấn thương của Dũng là rất là nặng, và khi mà Dũng đang ở một phong độ rất tốt mà lại xảy ra một cái câu chuyện đối với em, thì em nghĩ nếu giữa hai ranh giới đó là sợ đối diện với cái việc em xảy ra, muốn Dũng trở lại, chứ em không sợ sống sợ một cái điều mà em đã gây ra, đó là dư luận hay là tất cả mọi thứ, em cũng không sợ. Em không sợ cái điều nữa, mà em chỉ sợ là sợ Dũng không trở lại được. Và khi Dũng tâm sự thì Dũng cũng nói là khi mà bị chấn thương ấy, Dũng khóc không phải vì đau, mà Dũng khóc vì sợ là mình không trở lại được với bóng đá nữa. Đây là một cái nỗi sợ thực sự kinh khủng. Và thực sự nói gì thì nói, chúng ta cũng vẫn phải nói đến những cái áp lực từ mạng xã hội. Vào lúc đấy thì thực sự là nói chuyện với Ngô Hoàng Thịnh không còn nhận ra Ngô Hoàng Thịnh của những ngày bình thường nữa. Không thấy cười nói, không thấy vui đùa, một con người hài hước hóm hỉnh tự nhiên biến mất, đúng không? Và lúc đấy đúng là một con người mình chưa bao giờ mình gặp, một Ngô Hoàng Thịnh đăm chiêu hơn, dằn vặt hơn. Nhiều khi nói thật là nói với Ngô Hoàng Thịnh không biết là nói thế nào, nhưng mà tôi bảo cố gắng, cái gì thì cái là đàn ông gây ra rồi mình tự phải chịu trách nhiệm. Thật sự thì thời điểm đấy Ngô Hoàng Thịnh chịu áp lực như thế nào, và đâu là những cái lời cay đắng mà khiến cho Thịnh bị tổn thương nhất? Áp lực nhất đó là khi mà chính bản thân mình bị giải chất nhất. Tất cả mạng xã hội thì thực ra thì em lúc nữa thì em cũng không nghĩ đến nữa rồi, là vì em chỉ là quan tâm đến cái chấn thương và cứ ngóng từng ngày là có chấn thương không dùng thôi, chứ còn thực ra thì những cái mà người hâm mộ hay là tất cả mọi người có đổ dồn vào em thì em cũng hiểu cái tâm lý của mọi người, là em không bao giờ bao chữa cho chính những cái mà em đã gây ra được, thì em cũng chấp nhận cái điều nữa. Em chỉ trông ngóng đến là khi mà từng ngày tiến triển của Dũng là ca phẫu thuật, chờ cho đến khi mà Dũng phẫu thuật như rắn rồi, là tại vì đợt nữa thì là cũng là cái mùa dịch, thì khi mà Dũng phẫu thuật xong thì Dũng bay về Hà Nội, và em cũng rất là muốn thực ra thì lúc nào em cũng là đang nghỉ giải và
muốn được gần bên Dũng và đi ra tận Hà Nội cũng đi theo Dũng, nhưng mà không cho phép em làm điều nữa vì dịch với là con Dũng rất là nhỏ. Thì em mọi cách thì em cũng mong muốn là theo dõi Dũng, còn tất cả cái áp lực ở ngoài thì là kể cả em ra ngồi ngoài quán cà phê hay là mình nhiều lúc là cứ trốn mình ở trong một cái phòng thôi, chứ em cũng giảm ra đối diện với là mọi người ngoài. Vì thực ra là áp lực mà em có thể em gánh được, nhưng mà em sợ là con em với vợ em có đi cùng em hoặc là gia đình như kiểu ba mẹ em hay là tất cả mọi thứ, mọi người cũng phải ảnh hưởng. Cho nên nhiều lúc là em chỉ buồn và lo lắng là lo lắng những người xung quanh của em. Chứ còn chính em gây ra thì thực sự thì đối với em thì mọi chuyện thì sự nghiệp cầu thủ cuộc đời em thì có thể em làm thì em cũng sẽ phải đối diện. Nhưng mà em chỉ lo nhất là vợ con em nhỏ, ấy lê lơ. Vợ đang con bầu một đứa sáu được có 1-2 tháng, con đang nhỏ quá em sợ vợ em bị tâm lý, cho nên là nhiều lúc em cũng rất là có thể em về nhà rồi nhưng mà em vẫn cứ cười, em vẫn cười đùa, vẫn đeo cho vợ kiểu là cho vợ mạnh mẽ lên. Tại vì em là giống như kiểu là cái người cha cũng như là một đứa con đang nhỏ, với là bố mẹ em thì trông ngóng qua chắc em mà cũng chỉ gái em, với là tất cả mọi người đều nhìn qua chắc em. Bây giờ em mới sụp xuống thì em sợ là mọi người cũng suy sụp theo em. Vợ em thậm chí đã phải xóa Facebook, không sử dụng Facebook. Và thực sự là anh hiểu nó áp lực đến như thế nào. Con của mình còn rất là nhỏ, trong bụng lại có bầu thêm một bạn nữa. Yeah. Bao nhiêu những cái nó đổ dồn vào gia đình. Thực sự thì lúc đấy làm thế nào để em có thể vượt qua được. Nỗi đau mình có thể ok, nỗi khổ mình có thể chịu được. Nhưng để cho những người thân nhất của mình, yêu nhất của mình lại ở trong cái giai đoạn họ không được khỏe mà phải gồng mình để chịu đựng cả một cái cơn bão của những cái comment xấu. Nói thật ra thì là kể cả đến râu ria mọc ung dung thì em cũng khảo, mà nói chung là tóc tai với em bu su là thần thơ hết rồi. Nhưng mà kiểu sau một đêm em suy nghĩ là tình em không mạnh mẽ thì là tất cả sẽ kéo theo là cả vợ con em hay là tất cả những người như ba mẹ em bây giờ. Mà nếu mà em mà suy sụp thì là em sợ mọi người cũng sẽ là suy sụp theo em. Em chỉ biết là thì ba mẹ cũng là bên đồng viên em, cũng chỉ nói với ba mẹ là cái coi như là cứ tai nạn và tất cả mọi người thì mọi người có quyền của mọi người, thì em cũng chỉ nói với mọi người, ba mẹ cũng như vợ em ấy chứ, em cũng kiểu vui vẻ để cho mọi người vui lên, giống như kiểu đồng viên cho ba mẹ, cũng giống như vợ con em, cho kiểu mọi người được thoải mái. Còn thực ra thì ngoài cái cười thì em trong lòng em thì ngoài cái mà suy nghĩ về Dũng thì em cũng nói làm được cái việc gì cả. Mà thực ra thì tất cả mọi thứ đều mà lúc mà mình suy sụp nhất, gọi là em suy nghĩ được một thứ gì thì gọi là mọi thứ ngoài lúc mà bên gia đình thì cũng chỉ biết động viên gia đình cùng em vượt qua chứ còn lại thì em cũng không biết làm gì khác. Bây giờ sau khi đã vượt qua rồi, đã trở lại vị trí bình thường rồi, mọi người có kể lại những cái ngày tháng đấy hay không? Và thực sự thì bố mẹ và vợ con em phải chịu áp lực như thế nào? Bởi vì không phải một mình em giả vờ đâu, em phải giả vờ vui chọc cười mọi người cũng giả vờ em, cũng cười lại, cũng nói chuyện vui vui cười, thực ra là để cho em cũng đỡ cảm thấy bị nặng nề hơn. Sau khi mọi thứ qua đi rồi, thật sự là thời điểm đó bố mẹ chịu áp lực như thế nào? Thực ra thì ba mẹ em bị chửi rất là nhiều. Đó là giống như khi mà mọi người biết đến em nhiều thì là áp lực mà dành cho ba mẹ của một cầu thủ thì cũng là rất là lớn. Thì có những lời chửi ba mẹ thì là ba mẹ cũng đọc và ba mẹ biết. Khi mà ra đường và chỉ thì cũng có những người ta chửi thì cũng thực sự là rất là đau. Thì kiểu ra thì mọi người đều biết đến ba mẹ ở đó thì là nói là thằng con nhà vừa đã gãy chân cầu thủ tuyển quốc gia, rồi là chửi thẳng mặt ba mẹ. Rồi thì nhiều lúc em cũng hiểu là cái sự cay đắng mà ba mẹ phải nhận, và cũng chỉ biết im lặng và về thôi. Về cũng nói về em, nhưng mà em nói là về chuyện của con gây ra thì bây giờ chuyện mọi người nói ra nói vô hoặc là chửi đó thì mình cũng phải chấp nhận.
vì đó là cái sự thật. Đối với bản thân của em thì em hiểu cái nỗi khổ, nỗi đau của ba mẹ, có thể là khi mà phải đối diện, có thể em là cái người gây ra chuyện, nhưng mà đối với ba mẹ thì những ngày điều rồi thì là đau hơn cả em nhiều, là vì thực ra thì ba mẹ không làm chi để mà phải người ta phải chửi mức, nhưng mà cũng phải chấp nhận là vì em. Nói chung là con dại cái mang, đúng không? Cái đấy là cái chúng ta cũng đã có thể đúc kết được. Còn vợ thì sao? Anh thực sự là anh rất là quan tâm đến cái tâm lý của vợ em thời điểm đó. Lúc mà anh em mình nói chuyện với nhau sau cái sự cố đấy, anh có nói là người đáng quan tâm nhất bây giờ không phải là mình, mà là người vợ mình đang bụng mang dạ chửa, và rất nhiều những cái sự lo lắng, thậm chí là nó ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Điều mà em lo đó là thực sự thì đó là em lo vợ em đang mang bầu, và đứa con đầu của em thì mới được có vài tháng thì là vợ em lại mang bầu, mà em đây xảy ra chuyện nữa thì hai vợ chồng ở một cái chung cư, lúc nữa bọn em chưa về ngoài nhà. Về trong nhà rồi thì thực sự thì chỉ có bầu bú tuổi ở trong nhà, rồi thì vợ thì ăn năm với là thân bắp, nhà em thì nhỏ quá. Thì chứ em cũng biết động viên vợ em đáng gỡ, mà vợ thì là ngay sau cái chuyện em xảy ra thì bao nhiêu cái lời mà người ta nhắn đến chơi thì vợ em cũng phải xóa, vậy là chặn khóa hết tất cả mọi thứ. Thì thực ra thì em cũng hiểu là cái áp lực của vợ phải chịu, lúc nữa thì em chỉ sợ là sợ nhất đó là cái khi mà vợ người phụ nữ người ta mang bầu bí thì nhiều cái tâm lý, thì không biết là vợ em có vượt qua được cái lúc mà gọi là mọi cái sự dồn nén mà người ta nói đến em như thế, thì vợ em không biết là vợ em sẽ là có bị tâm lý hay không. Em buồn thì vợ phải chứ không bị gọi là nhìn em chứ, em sợ, em rất là lo vì mọi thứ ập đến nhánh mà lúc nó cũng có những cái người giống như kiểu ba mẹ hay là mọi người ở bên cạnh, nếu mà xung quanh với nhau thì còn đỡ. Đang có hai vợ chồng với là bầu nhỏ với lại là xảy ra chuyện nữa thì rất là lo sợ cái nguyệt, cũng sợ cũng vượt qua được cái vì cái tâm lý. Những bác sĩ sản khoa có khuyên điều gì không, thậm chí là họ có nói một điều gì đấy, nếu như mà mình mà không giữ được tâm lý vững vàng thì nó ảnh hưởng đến mẹ, ảnh hưởng đến cả con trong bụng nữa cơ. Chính em biết vợ mang bầu đứa đầu tiên thì là tất cả bác sĩ đều khuyến là mọi thứ là phải để cho vợ mình được cái thoải mái nhất, cũng như tư tưởng, cũng như tâm lý mọi thứ thoải mái nhất thì con mình mới ra khỏe khoắn, cũng như là để cho không ảnh hưởng đến cái thai. Thì là khi mà đụng chuyện thì là em chỉ ngại nhất là sợ là ảnh hưởng đến vợ với là đứa con trong bụng. Bây giờ nhìn lại thì em cũng rất là mừng là khi mà em xảy ra chuyện như vậy, thì bây giờ kể cả qua một cái thời gian rất là dài, con em cũng vừa đây một năm, bé sáu được một năm, thì thực ra thì mọi chuyện cũng rất là tốt đối với vợ em. Thì đó là cái điều mà em nhìn lại thì em bây giờ em thấy là vợ em cũng là một người đúng là rất là đồng hành, cũng như là cũng chia sẻ với em và vượt qua được những cái khó khăn cùng em. Em hiểu là cái tâm lý của một người vợ khi mà đang mang bầu một đứa nhỏ mà phải chịu nhiều cái áp lực nữa thì thực sự là cũng rất là lớn, chứ không phải là giống như em. Vì em là người gọi là em đã mạnh mẽ rồi thì những cái chuyện mà áp lực có thể em trải qua được, nhưng mà sợ là vợ bầu với là người đàn phụ nữ mà đang còn một bầu yếu nữa thì em sợ rất là mệt. Vì vợ em sinh hai đứa thì cũng là sát nhau. Mà toàn em mổ thì em sợ rất là ảnh hưởng đến đứa nhỏ sau, mà vợ em, chính vợ em bây giờ là cái người vượt qua con mạnh mẽ, rất là mạnh. Có lẽ là chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện mà bản thân Minh Hải cảm thấy rất là vừa yêu vừa thương đối với Ngô Hoàng Thịnh. Đấy là cái giai đoạn mà Ngô Hoàng Thịnh luôn luôn mong muốn đến thăm Hùng Dũng. Rất là nhiều lần anh em mình cũng đã chuẩn bị cho một chuyến đi, đúng không? Anh em mình đã chuẩn bị đến sân bay Nội Bài để đón nhau và đến nhà Dũng. Thì cuối cùng là có thể là Dũng lúc đấy là đang đi tập, hoặc là bản thân lúc đấy là Covid đang rất là nặng. Và nhà Dũng thì cũng lại có con nhỏ và chúng ta không đến được. Ngô Hoàng Thịnh đã chia sẻ với Hùng Dũng như thế, những cái tin nhắn, những cuộc điện thoại, những món quà. Dũng bảo là nhận được quà thường xuyên. Đối với em thì là cái khoảng thời gian đó thì đối với em trong đầu thì là Dũng là cái người mà
không phải là quá chuyện thì em mới quan tâm chúng, mà trước đó thì anh em cũng đã thường xuyên là nói chuyện với nhau. Thì là những cái món quà thì không phải là cái gì cả, mà đó là những cái thứ mà gọi là em gửi thì em chỉ mong đến tay dùng. Không phải là vì thứ chỉ cả, mà đó là gọi là nếu dùng cần nhận được thì đó là niềm hạnh phúc của em. Chính em cũng là cái người liên lạc anh để mà được ra để đi với Dũng rất là nhiều, nhưng mà đúng là ông trời giống như kiểu là dịch Covid và cả năm thì em không ra được một lần. Tức là khi thì là bị đóng các cái cửa của Nghệ An không cho đi, khi thì Hà Nội lại bùng dịch, Dũng thì là có năng nhỏ và em không thể ra được. Mà đúng là em chưa có một lần mà được gọi là đưa tầm một cái món quà đó để gặp cho được Dũng. Bố của Dũng có tâm sự, thỉnh thoảng lại cứ có thấy ít cua ít tôm gửi từ Nghệ An ra, biết ngay là của Ngô Hoàng Thịnh. Rồi bản thân Dũng cũng chia sẻ rất là nhiều, vợ Dũng nữa, bởi vì là thậm chí là Thịnh còn muốn đưa một khoản tiền cho Dũng. Ngoài những cái vấn đề liên quan đến kỷ luật thì ta không tính nữa rồi, nhưng đây là Thịnh đã rất là chủ động cái việc này. Thì Thịnh có thể chia sẻ về điều này được không? Thực sự thì sau cái quá trình mà dùng tập hồi phục ở ngoài BBF thì là chính bản thân em thì em không ra và gặp Dũng được. Thì em đếm nữa thì em có nhắn tin cho Dũng, thì em cũng nói từ đáy lòng của em, thì em nói là anh biết bây giờ em cũng thiếu thốn gì về vật chất cả, nhưng mà anh cũng chỉ muốn gọi là em để cho anh được thoải mái nhất. Đó là anh gửi cho em một khoản tiền gọi là dù lớn hay dù bé, nhưng mà cũng cho anh được thoải mái nhất. Đó là để cho em mua hoặc là em gọi là em mua cái chỉ để em bồi bổ thêm, gọi là để cho em trở lại sớm nhất khi mà Dũng vừa tập hồi phục sống. Chứ còn khoản tiền thì dù là lớn hay dù bé thì em cũng muốn từ cái đại lòng em muốn gửi cho Dũng để cho em được thoải mái nhất, để em có thể khi mà mọi chuyện qua đi thì Dũng đã trở lại hồi phục và trở lại được đội tuyển rồi, thì em muốn được cái thoải mái nhất. Không phải là về cái thứ mà em gửi qua hay là mọi thứ mà vật chất, vì mọi cái thứ nữa với em khi em không được ra gặp Dũng thì sau cái thời gian mà Dũng tập hồi phục ngoài nữa thì muốn gửi ra để cho gọi là được em được thoải mái nhất để em trở vào Thành phố Hồ Chí Minh và em trở lại tập luyện với đội. Tức là khi em được cởi mở được mọi thứ mà giống như kiểu tình cảm em dành cho Dũng được rồi, thì em cũng cảm thấy em nhẹ nhàng hơn và em thoải mái hơn để em dám đối diện. Tức là khi mà câu chuyện Dũng đã trở lại được đội tuyển, em vào đội, thì mọi chuyện đối với em khi em đổi đầu lại tất cả mọi thứ, em trở lại bước chân vào sân trở lại, thì em vẫn muốn là em được thoải mái đầu óc nhất và trở lại tập luyện theo chuyện không có chi xảy ra đối với em. Có vẻ như là Thịnh rất là dằn vặt về cái chuyện của Dũng, đúng không? Trong cái sự nghiệp của em thì nếu cho dù thời gian của tôi đến khi mà em nghỉ thì em vẫn cứ nghỉ mãi mãi. Đó là điều mà gọi là một cái vết trong sự nghiệp của em. Và sau khi em thể hiện tình cảm với Dũng thì Dũng trả lời thế này? Thực sự thì Dũng với em thì là hai anh em, bây giờ mọi chuyện qua đi rồi thì em với Dũng kể cả sau trận đấu giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là bây giờ kể cả anh em gọi điện với nhau, thì đối với hai anh em thì mọi chuyện thực sự thì là thời gian cái chuyện nó quá u ám nhất thời điểm quá rồi. Thì đối với hai anh em thì mọi chuyện nó có chỉ là để mà phải vướng vấn, mà nếu mà bây giờ có đều lại thì chỉ mỗi em nghĩ là chỉ mỗi em là cái vết buồn trong em mãi mãi thì theo em thôi. Khi mà nhắc đến cái tình huống mà dẫn đến cái chấn thương của Dũng ấy, thì trong đầu của Ngô Hoàng Thịnh nghĩ đến điều gì đầu tiên? Em chỉ ước là gọi là nếu cho quay trở lại cái thời gian tích tắc đó, thì em ước đó là giống như em đã từng nói, đó là em muốn là em gãy chân chứ không phải là Dũng. Vì Dũng đang còn cả một tương lai và Dũng đang là trụ cột của đội tuyển. Còn em thì là vừa qua gọi là cũng là từng chính chiến ở đội tuyển rồi, và em chỉ ước gọi là em bị thay cũng được. Nghị lực có thể Dũng lớn, nhưng mà em chỉ lo nhất đó là sợ Dũng không
không trở lại được đỉnh cao và góp cho đội tuyển. Chưa bao giờ trong đầu em và suy nghĩ là em có thể là em sẽ trở lại được đỉnh cao và trở lại đội tuyển. Thì em chỉ ước cái lúc nữa là em sẽ bị cũng được, không vấn đề chứ cả. Vì bây giờ sự nghiệp của em là em cũng trải qua là khoảng được 15 năm thì em biết em sợ nhất đó là sợ là dùng không trở lại đỉnh cao cho dùng thôi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cái sự cố này nó có làm thay đổi Ngô Hoàng Thịnh điều gì không? Thì em nghĩ đó là cái bản chất, tức là cái đồ máu lửa trong con người em phải kiềm chế tất cả mọi thứ lại. Và em cũng phải thay đổi chính em. Tức là em không còn hám hoặc là em phải đã, tức là em phải sẽ kiềm chế cái đầu của em lại. Chứ em không thể mà lúc mố cùng láo hám hoặc là sẽ gây chấn thương cho đối phương. Và đó là cái điều mà em nghĩ là em phải đã thay đổi. Tức là em chính bản thân em mỗi lúc vô sân thì em luôn phải nghĩ điều đó trước. Bản thân Minh Hải thì lại thấy Hoàng Thịnh tiến bộ ở một cái khía cạnh khác, đàn ông hơn, từng trải hơn và dũng cảm hơn. Tức là cái sự cố này là điều không ai mong muốn nhưng nó cũng đã thay đổi. Hồng Dũng cũng nói là cái sự cố đấy làm cho Dũng cảm thấy mạnh mẽ hơn, tin tưởng hơn và đôi khi bình thản hơn để đón nhận tất cả những gì nó đến với mình. Và chúng ta lại rất bình tĩnh để chúng ta xử lý những vấn đề sau đó. Ngô Hoàng Thịnh có cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, mình bản lĩnh hơn và mình thật sự là lắng đọng hơn. Trải qua một cái câu chuyện thực sự thì đó là một cái gọi là ghế gớm nhất cuộc sự nghiệp. Thì cũng là cho mình được một cái gọi là cái để nhìn lại những cái việc mà đã xảy qua thì là để cho mình nhìn thấy đó là những cái điều gì mà mình phải chấp nhận và phải đối diện. Thì cũng đã quá rồi thì để cho mình phải chỉnh, mình phải suy nghĩ lại chỉnh cái những cái việc mà mình gây ra đó thì là cũng như một bài học lớn nhất của sự nghiệp. Cũng như là khi mà sau này, kể cả khi mà mình nghỉ đá bóng hay là mình đang còn tiếp tục thi đấu thì mình sẽ là phải là suy nghĩ tất cả mọi thứ, kể cả trước khi em bước vào sân thì mọi cái thứ gì mình phải tiết chế lại và những thứ gì mình cần làm nhất thì mình cũng sẽ là điềm tĩnh hơn. Khi thi đấu hay là trước khi thi đấu thì kể cả trong các buổi tập hay gì thì chính mình cũng phải tự nghỉ thôi. Mình tức là mình phải tiết chế tất cả mọi thứ lại, cũng giống như kiểu là mình đã rút ra được một bài học lớn cho sự nghiệp của mình rồi. Nếu bây giờ ngồi đối diện với Thịnh ở đây, không phải Minh Hải mà là Đỗ Hùng Dũng, thì Thịnh sẽ nói gì với Dũng? Chỉ muốn nói là thực sự thì mọi chuyện quá hết rồi, thì là giờ bây giờ cái điều mà mừng nhất đó là em đã trải qua một năm cùng là thi đấu rất là thành công cho đội tuyển. Thì điều em mong muốn nhất được nhìn thấy đó là Dũng sẽ thành công như thế nữa và được thêm một quả bóng vàng nữa. Ngô Hoàng Thịnh đã nhận được một món quà của Đỗ Hùng Dũng, đó là một đôi giày. Nhưng mà cái lời được ghi trên cái tấm thiếp ấy, nó mới là điều thực sự nó mang tính cởi bỏ cho Ngô Hoàng Thịnh. Trong đấy hình như có một câu là cả hai anh em mình đều cố gắng nhé hay sao nhỉ? Thịnh có thể chia sẻ cái món quà đấy không? Đó là món quà mà thực sự thì đến Thịnh cũng rất là bất ngờ. Vì Thịnh gửi quà bao nhiêu thì là cũng không mang, mà bây giờ Dũng gửi cho Thịnh mà một thực sự đó là một cái bất ngờ dành cho Thịnh, là Dũng gửi một cái áo và một cái tấm thiệp, một đôi giày. Thì tấm thiệp thì có ghi là hai anh em cùng cố gắng và anh luôn luôn phải giữ máu lửa, cùng nhau chiến đấu, giữ tâm, giữ một cái nhiệt huyết trên sân và cùng nhau cố gắng. Cuộc đời Ngô Hoàng Thịnh nhận biết bao nhiêu món quà rồi, nhưng có lẽ đây là cái món quà mà để lại nhiều cái cảm xúc đấy, đúng không? Lúc đấy có rớt nước mắt không? Thật sự, hỏi thật. Thực sự thì khi mà nhận quà thì đấy là cái món quà mà em cũng nghĩ là cái tấm thiệp với là cái quan trọng nhất đối với em. Đó là Dũng có nói là anh em nhau cùng cố gắng, thì đó là cái được mà gọi là được hạnh phúc nhất của em. Đó là không phải là bây giờ em lại đi động viên Dũng mà chỉnh Dũng lại đi động viên em, thì đó là cái điều mà em nghĩ đó là điểm hạnh phúc của em, không phải là ai cũng được. Và bao nhiêu cái lời động viên của mọi người hay là tất cả kể cả có là
bố mẹ em cũng bằng là lời dùng sẽ nói với em mà em phải thấy hạnh phúc nhất. Lúc đấy cái thể hiện cảm xúc đấy như nào? Thể hiện niềm hạnh phúc đấy như nào? Bằng một nụ cười hay là bằng giọt nước mắt? Đối với em thì là em ít khi em bộc lộ ra, vì cái niềm hạnh phúc nhất đó là nó sẽ đi theo giống như kiểu là trong suy nghĩ và cũng như trong cái trái tim của em thôi. Và em biết đọc từng câu từng chữ của Dũng thì em cũng nghĩ đó là những cái lời mà thật lòng Dũng muốn dành cho em, thì em đó là niềm hạnh phúc nhất của em đó. Bây giờ nếu chẳng may mà anh em gặp nhau ở trên sân đối diện với Dũng, mình có sợ bị kén chân không? Hay là nhìn thấy Dũng là phải té ngay, không có cả một cái biển trời áp lực, những cơn ác mộng lại quay về? Nếu mà nói mà bây giờ dám đối diện với Dũng mà đã trên sân, nếu mà nói mình không sợ đó là không phải. Và khi mà bây giờ em thi đấu lại gặp Dũng thì thực ra thì là đối với em cái sự việc đã xảy ra rồi thì không phải là ngoài Dũng, mà bây giờ khi em thi đấu với các đối thủ thì em cũng đã phải xác định trưởng rồi. Trưởng cái tư tưởng em phải tiết chế lại tất cả mọi thứ rồi, chứ không phải là đối diện với Dũng nữa. Em chỉnh em, bản thân em cũng phải thay đổi chỉnh em rồi. Nhưng sự tiết chế đấy liệu nó có làm, nó đã có đánh mất đi cái chất lượng thi đấu của Ngô Hoàng Thịnh? Em cũng suy nghĩ rất là nhiều, vì từ trước đến giờ bây giờ em là một cầu thủ mà mọi người biết đến đó là máu lửa, kể cả trận thương hay mọi thứ để phía sau cũng như, nếu em thay đổi chính em sẽ là mất đi cái gọi là cái trong bản chất con người của em là được. Nhưng mà em vẫn cứ sau cái việc xảy ra bởi Dũng thì chính bản thân em chấp nhận đánh đổi cái máu lửa của em. Có thể cái việc đó em sẽ chứng minh là không phải là cái việc em cố tình hay là cố ý với Dũng, mà đó là gọi là một cái tai nạn. Và cho dù em đánh mất chính em đi thì em vẫn muốn tiết chế tất cả mọi thứ em lại để cho mọi người có thể nhìn nhận em một chiều hướng khác, chứ không phải là đó là một cái tai nạn, chứ không phải là một thứ mà em gọi là đã gây ra. Với những cổ động viên, những người rất yêu quý Ngô Hoàng Thịnh và cả những người đã từng dành những cái lời rất là cay nghiệt cho Ngô Hoàng Thịnh, ngày hôm nay Ngô Hoàng Thịnh muốn nói gì với người hâm mộ? Thực sự thì cái tai nạn thì cũng đã trải qua, và đối với Dũng hay là Thịnh thì anh em cũng đã trải qua một cái thời gian biết là rất là khó khăn nhất của sự nghiệp. Thì một lời mà Thịnh chỉ muốn gửi đến người hâm mộ đó là mọi chuyện của ngày hôm qua thì cứ để cho ngày hôm qua thôi, chứ còn tất cả mọi thứ thì mình hãy nhìn đến ngày mai, và chỉ mong là mọi người luôn luôn ủng hộ cho Dũng cũng như Thịnh. Thì con thi đấu cho câu lạc bộ mà Thịnh đang thi đấu thì chỉ mong là hai anh em có những cái sức khỏe tốt nhất để cống hiến cho đội tuyển cũng như là cho câu lạc bộ của mình. Và thực sự thì mong mọi người ủng hộ, và tất cả mọi chuyện thì mình cứ gác lại cho chuyện quá khứ thôi. Sóng gió qua rồi, cơn ác mộng cũng đã qua rồi, bây giờ Thịnh có thực sự còn cái giấc mơ trở lại đội tuyển không? Đối với là bản thân Thịnh thì Thịnh cũng ước mơ và cố gắng giống như những gì mình đã trở lại thi đấu và giảng đối diện tất cả mọi thứ rồi, thì ai cũng sẽ phải có ước mơ. Và đối với Thịnh thì ước mơ để cho chính thằng cu nhỏ nhà Thịnh đó là thằng Bắp muốn thầy bá trên TV và được quảng cáo đội tuyển, để cho khi trưởng thành thì con mình cũng được tự hào ở thì bá cũng là một cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Em chỉ ước mơ có con em được nhìn thấy và tự hào về em. Còn Hùng Dũng thì lại có một ước mơ là Thịnh cũng được gọi lên đội tuyển, hai anh em sẽ lại khoác chung một màu áo, và đấy sẽ là một tấm ảnh tuyệt vời, đó sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời, và đó là tinh thần thể thao tuyệt vời của những người đàn ông rất tuyệt vời. Ngô Hoàng Thịnh có nghĩ đến ngày đó không? Được mong ước mà được trở thành hiện thực thì em cũng mong được một lần gọi là mình là cái người tiền vệ trụ, thì em chỉ được mong một lần được đặt cặp với Hùng Dũng để chính em sẽ lại bảo vệ Hùng Dũng, được sát cánh, được gọi là bảo vệ cho em Dũng, được thi đấu bên cạnh. Tại vì Dũng ai cũng biết là Dũng là một cái tiền vệ tấn công, còn em là một cái tiền vệ trụ, thì em muốn là được một lần được gọi là để thay thế, để bảo vệ cho Dũng.
và được gọi là một cái tấm hình đó thì gọi là cũng là cái kỷ niệm đẹp nhất. Kỷ niệm đẹp nhất nếu mà được chụp, cũng phải là chụp với là các thần tượng nổi tiếng, nhưng mà em cũng được chụp với Dũng trên sân và trên đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, bóng đá thực sự vĩ đại. Nó mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc mà có lẽ là chúng ta không tìm được bất cứ ở đâu. Và ở đó nó cũng cho chúng ta những cái bài học rất lớn về tinh thần thể thao cao thượng. Những người tưởng như sẽ bị đẩy sang những thái cực khác nhau, nhưng bây giờ họ là anh em. Và như Ngô Hoàng Thịnh đã nói, rất mong được lên đội tuyển quốc gia và được bảo vệ cho em Dũng. Đấy là điều cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn Ngô Hoàng Thịnh vì một câu chuyện rất hay. Chúc cho Ngô Hoàng Thịnh sớm đạt được điều đó và hãy cố gắng bảo vệ Đỗ Hùng Dũng như những gì em mong muốn. Là cao sừng hươu. Cao bằng lông CBG được chế biến từ 100% sừng hươu từ vùng núi Altai CBG Liên bang Nga. Đây là loài hươu được đánh giá cho chất lượng sừng hươu vô cùng bổ dưỡng bởi chúng có khả năng thích ứng với các điều kiện khắc nghiệt của vùng núi CBG. Cao bằng lông CBG được nấu trong suốt 5 ngày đêm kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và hiện đại, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm vô cùng chất lượng. Cao bằng lông CBG chứa hàm lượng protein, axit amin, canxi vô cùng tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Cao bằng lông CBG rất hiệu quả cho người gầy yếu, mệt mỏi, suy nhược, sức đề kháng kém, đau nhức xương khớp. Chỉ 2 tuần để lấy lại thể lực sung mãn, khí lực dồi dào. Chỉ 2 tuần để bạn cảm nhận tác dụng của cao bằng lông CBG. Hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, tê nhức chân tay, hỗ trợ mạnh cơ xương và tăng sức đề kháng. Mua một hộp cao bằng lông CBG 100g, tặng ngay một hộp tỏi kim cương Đông Á 100g, trị giá 1.200.000 đồng. Mua hai hộp cao bằng lông CBG 100g, tặng ngay một hộp tỏi kim cương Đông Á 300g, giá 2.400.000 đồng. Hãy gọi ngay đến số hotline để đặt mua được sản phẩm cao bằng lông CBG